Không, không có tiền. Cái gì? Cái bao, đúng không? Không. Hi everyone, welcome to my channel, and today I would like to show you how to make an origami paper. I hope you enjoy it. Welcome back to my channel, and today I will show you how to make a
Today, I'm going to show you how to make an origami heart. Đêm chia tay người yêu cùng ta đi uống nước. Nào, thì nó có đi nước ở đâu thế này? Ý là đi ra sơ của cây mua xong ngồi cửa uống ấy. Ta bảo chứ điên à? Đi ra đấy nó chẳng vô cùng nó nôn nên chuồn sớm. Không, thằng bạn tôi, không gọi thằng béo, thằng điên. Hôm trưa nay thương tình, thì mới thương tình ba cơm một lần. Thấy Dung lại đang tin chuyện gì trên trang trường. Nếu chuyện như ấy mà đây cắt mà ra chuyện chứ không phải là tự xin được đâu. Có ba người. Thế thì mày cứ xin. Như lương 4 triệu không làm đâu. Mày á? Dạ thế. Thế thế. Đánh nhớ đâu là 46 mà.
hôm qua để quên quyển sổ ở đây à hả? Hôm qua phải tìm cái giá để kê điện thoại không thấy đâu. Hôm qua phải được chồng sách nha. Thì về đây tìm gì đâu? Hả? Không nguyên tìm gì đâu. Thì sao nghe có dịch thử điếc cũng khỏe á. Nó to lắm. Nghe gì to biết là sao. Phải không? Đang làm quê bận rộn nhỉ? Xong bây giờ mình không có gì có nhiều thời gian hơn để làm nhiều hơn. Ừ, chay nhiều. Kiểu này giờ đang quen rồi ấy. Bây giờ cứ gào mồm lên tao mỏi. Tao có một video đấy, tao cũng bỏ sang rồi. Phải chơi rồi gì? Ôi, còn làm lộn gì? Làm rồi quan trọng đi. Không gì được. Mình là kiểu vừa làm một chơi sắp được gì đâu. Hai chị em chơi được rồi. Chơi tinh tinh. Chắc để chị quên hôm qua. Đi nhạc không? Ăn nhẹ. Nghe thấy không? Thank you.
Nhà nó rồi. Hôm nay về sớm một cô ăn tối tám giờ thì dậy thì chưa cảm ơn mình sao mình luôn. Tối sao quay tiếp à? Ừ. Tối nay đi dậy không? Cái đồ của mày. Hai là nhiều phải làm với gió. Mai có thể dậy cuối ngày thì đi ra thì quên. Mẹ xé được buổi tối ngày hôm qua thì hai mẹ đi quay. Tao đã thử rất là nhiều. Tao thì cho thử sáng ra đây. Quay đi quay không quay thôi là đi đâu. Hôm nay anh cần được có đi trả lời đi. Trả lời đi. Không nghe rõ thì mới hỏi lại chứ. Thank you.
是羊驼的。581720
chị ơi. Thôi ngoài chị ạ.
脑袋跟着我。看什么？昨天晚上。春天的风啊，是夏天的风。我们那个农民，拜拜。cái gì ấy, đây là cái gì quên rồi. Các mẹ đi cũng được em ạ. Nhà đồ uống nước gì không? Uống không? Sắp làm xong rồi. Chúng ta lên đọc. Mùa hè có gió thổi qua. Mùa hè có gió thổi qua. Chủ chiến ạ? Không. Có, cũng có gì khác. Thank you.
nấu cơm được rồi. Cơm dành cho những ngày được rồi. Thank you.
哦。Mấy kia em thừa cái đồ đỏ ấy. Thế thừa, tôi chỉ xin cái này đó.
you for watching my video. Don't forget follow and subscribe my channel. Bye bye.